Ok ok nè, lên đây cúng xong nè, cho lên cho coi nè, cúng xong đốt với tiền xong đây rồi cho lên coi con heo. Heo bự đưa cho ba đi, đốt đi rồi vô heo. Heo đầu dữ, trời không thì tính nó lửa đang cháy lớn á. vô trái. Ủa rồi ui nắng quá. Ủa quẹt đâu vậy? Kìa, chào ông lên kìa. Lên tin, lên tin, lên nó tin. Lên lại ông nội luôn rồi, xong rồi kìa. Mấy miếng rồi. Chú ba đốc lâu quá. Chú ba đốc lâu quá. Rồi, hoàn thành. Đây. Hôm nay ăn mừng ông nội xin đen hết bệnh. Xuống hạch, xuống hạch. Cũng xong rồi nha. Về. Lên. Lên 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 lên. Cũng xong vậy cho chị Tinh đang coi. Đây. Đốt heo bự quá không? Heo bự quá hả? Hả? Giờ chuẩn bị là chẻ ra, chặt ra, ăn cọc sườn. Xuống đi. Kiểu sướng. Rồi. Ủa này. Giờ xả đây luôn ha, hay là xả dưới mà. Gì gính dưới, gính dưới. Lật xong mới gính hả? Thì cha đi. Kệ kệ con nội làm gì cái tên? Tên. Con nội làm gì kìa? Cúng xong hết rồi, xì tin đen rồi lên ăn xì tin cơ. Coi ông nội giặt heo. Nó cứng quá. Thôi. Thôi được rồi. Thế cái mâm á nhóc. Xong đâu mà xong. Còn mấy bàn lận đâu xong đâu. Tên xuống nè. Không phá đó, đi xuống. Còn mấy bàn lận. Lật qua đây hả? Hay sao? Bên nào? Thầy nhìn quăng bên đi, quăng bên đi. Rồi. Là sao? Ồ, bọn luôn tiền ơi.
Rồi, xích vô, xích vô. Đầu anh chưa lên á, đầu em vô rồi đó. Rồi, đi, xuống. Ủa, đi xuống chứ. Có cậy dưới, ngay giữa. Ủa, em biết. Quay luôn không? Quay luôn không? Quay luôn, quay luôn. Đâu? Rồi, chuẩn bị ăn, chú ăn sườn thôi. Đâu ai, đâu ai, để đâu nè. Đi thôi cha, đi thôi cha, đi thôi cha, phụ. Phụ, phụ. Ừ. Đợi, toàn tinh dưng không à. Xả ra, xả ra. Cho con chặt cái đùi đi xa. Cho con xả ra làm tư, từ cái bự vậy sao con đang chặt được. Bắt cái thao bự đâu rồi. Ôi, cộng sườn nè. Ồ. Con phải nấu nồi gì đi mẹ. Ăn rồi cháu. Ta chưa ăn thì tắt lửa đi. Thịt sườn không? Thao đây xả ra. Đây nước xả ra. Đó. Rồi. Ô dao mình bén dữ. Được chưa mẹ, nhỏ gì đi chưa? Mịn này gà thịt luôn rồi. Được rồi. Cái ấy được rồi. Thì khẽ ra con bay lớn thì đặng em thử cái ra cái khúc cổ sườn để vậy á. Nó ra cái đùi nó rồi. Ừ, rồi để đại nó cả để con chạy đầu luôn. Ủa, rồi để đâu? Để đây liên quan. Ôi chặt. Không phải xé ngang á. Vì lấy coi cái xéo xéo á. Không lấy cái sống con dần dần trước á. Vô. Nhập tẹt. Mấy thằng thợ luôn chưa? Rồi. Sao thấy có hai diễn viên, nhớ ba diễn viên à? Ngon lành nè. Ủa cái xương này phải rút ra mới chặt được chứ vậy sao chặt? Xương đó hả? Ừ. Này cô mới cứ xiết. À, còn xương rồi nè. À. Dàn ống này. Ui. Ừ thì bưng hết gì cũng bưng nè. Rồi dập hầu em. Thôi đó lấy cái dĩa đựng cái em để trên này dơ đó. Cái dĩa lắp ra. Lắp ra gì luôn nè. Lắp ra đi. Sợ. Nó hỏi rồi. Như đó 3 kg mày xắt cho được 3 kg không? Sợ phải cút ra vậy đó hả? Không. Rồi, rồi rồi bây giờ rồi rát vô ăn đi con. Thôi. Đúng em. Mua mình ăn gì ăn ở bên. Cái này nó giòn, ở này theo này với nhận con nó quay
lạnh có con mà nước nó quay mà mèo con nữa. Chặt ai phụ chặt chứ mình không làm xí. Ừ. À béo. Đâu. Ừ, ngon không? Ừ, rút ra vậy mới chặt được, con rút năm đi. À, rút rút vậy nè. Mình mới chặt lẹ. Nhập tiếp. Trời ơi. Đi. Có ra có mặt ta. Trời ơi. Phải để cái xương sườn luôn á thấy. Đâu có. Chỉ có xương không à. Bữa nay nè. Ừ. Con sườn. Vô. Con sườn. Giờ mà đọc cái này ra giùm cô Vi đi. Không sao. Đọc thẳng tay rồi xuống đây cho cô dễ cắt ra cả đó. Cắt phải ra. Ừ. Đúng không? Ôi ôi. Không. Giúp con sườn cho con đọc. Rồi, ăn sườn. Ừ. Con sườn nó lột ra luôn á. Vô trong này bây giờ biết sao giờ nó. Vô tin. Nó ba, tin. Bây giờ không biết sao nó cũng đã ra trời. Nè, xé này nè. Cảm ơn anh. Cái gì vậy? Đang sắp thịt mà. Ừ. Thôi đi lên ăn đi. Không phải. Ê. Đi lên. Mấy bột mũ nó tấm giùm em cái. Vô em. Nè, đi thơ thơ. Ừ. Không bắn. Em đang bàn một cái nút tiếp theo nó ra. Mình dạ ừ đúng rồi em. Thôi nhá. Để trên hành lang. Để hành lang hai xuống dưới. Nhập tét. Mà cũng phải làm ba bàn một chỗ uống nước. Hai uống nước rồi okay. Mình lên đi. Rồi ăn cái đó đi. Này ra. Rồi lấy dầu kia. Ok, chào và hẹn gặp lại cả nhà video sau. Nhớ like, đăng ký, hạ tiền ủng hộ Trí Xì Tiền Dừa và Xì Tiền En. Bye bye.